Rồi, em chào mấy anh chị nha. Hôm nay em sẽ sơn giả đồng cái chậu tròn hoa văn kiểu mới cho mấy anh chị coi nha. Mẫu này mới ra. Mẫu này là Trung Quốc cấp mẫu Việt Nam nè. Trung Quốc cấp theo mẫu composite của Việt Nam nè, hoa văn cúc dương bướm nè. Bây giờ nó có ba hoa văn mấy anh chị, cúc nè, cúc, tùng, mai. Sau này em nghĩ chắc nó ra hoa văn trúc luôn á. Em nghĩ là nó ra cái 80 90 á, nó ra bốn hoa văn, tại vì cái 80 90 là nó bốn mặt. Thì chắc chắn sau này nó sẽ ra thêm cái cây trúc nữa, nó sẽ làm tùng cúc trúc mai đó. Cái này là nó đạo tới hoa cúc rồi nè, cái này nó cấp mẫu Việt Nam nè anh chị đó. Mẫu này thì đẹp quá rồi, mẫu hoa cúc, hoa cúc con bướm. Thì sắp tới chắc chắn sẽ làm thêm cây trúc đó để phối cho cái chậu 90 đó, tùng cúc trúc mai. Còn hiện tại thì cái chậu này là chậu 40 mấy anh chị, nó mới ra có hình như là chậu 30 40 với 80 thôi, chưa có mấy chậu kia. Không cần đâu, giờ mình sơn mẫu cái chậu này cho mấy anh chị coi thì khỏi lo kịp. Em sơn giả cổ, tại hoa văn này nó nhỏ quá ha. Nó nhỏ quá thì lười tô nhũ á. Bữa nào có cái chậu 80 lớn lớn em tô hoa văn mấy anh chị coi sau. Cái này thì mình cứ sơn thẳng màu đen lên xong xíu lấy nhiều đồng 304 mình đánh lên thôi. Cho nó lẹ thôi. Dễ sơn nhất. Chứ giờ cái này cái chậu 40 này nó nhỏ quá. Nhỏ mà mình tô lâu lắm. Đây là chậu tròn 40 không chân nha mấy anh chị. Đó, hoa văn là cúc. Hoa văn hoa cúc con bướm. Lúc trước thì nó có mai và mẫu tùng, giờ nó có mẫu cúc nữa. Cái này mấy anh chị nào thích phối không, phối mỗi mặt mỗi màu được luôn á. Tại vì cái này là ba mặt, nó có ba mặt hoa văn, các anh chị thích phối là tùng mai cúc cũng được nữa. Rồi để anh em nó sơn nền đen lên nè mấy anh chị. Nếu người ngồi bên này sơn quanh kia kìa, cho nó bay vô chậu đó, bác nhé. Nếu đúng thì mấy anh nên lót kháng kiềm nha, rồi hẳn sơn đen lên nha. Chứ không nó hút sơn vô hồi mấy cái chỗ cái khe mà nứt á, nó hút sơn như bị lệch màu liền, đó là mình phải dặm hai nước. Mình muốn sơn giả cổ thì mình sơn nền đen vô, kiểu cổ đen đen thì sơn nền đen. Nếu còn sơn một màu, anh có thể mua màu nhũ đồng đen hoặc nhũ đồng cổ, mình sơn trực tiếp là cũng được. Bên Trung Quốc họ ít xài chân lắm anh, nên là thường có mấy mẫu họ làm chân à, 50, 70, 90 à. Còn mấy mẫu này họ không có làm chân, bên Trung Quốc nó không có làm chân. Việt Nam mình thì thích chân hơn, thích xài cái chân hơn. Ở Việt Nam mình đa số chậu nào của Việt Nam ra cũng có chân hết á. Còn Trung Quốc là nó không có chơi chân. Ui, không đổi bụi trong bụi kìa. Rồi sơn nền đen cho nó khô đi mấy anh, xíu nữa tô nhũ cái nó nổi lên nè. Trời ông ơi, ông thổi bụi trong đó ra. Ồ. Đi học qua vô nó bạc tay chứ rồi. Làm ăn rồi. Mấy anh trà bụi xong thổi bụi đàng hoàng nha, chứ đừng như thằng chậu tre này em nha. Thổi bụi từ lưa đi mất. Rồi dặm rồi đi. Rồi xíu nó khô là mình lấy nhũ 304 mình tô giống như cái chậu bát giác thôi nha. Chủ yếu là sơn cái hoa văn mới giới thiệu với mấy anh thôi. Ở ngoài thì mình đánh lợt nó đẹp hơn ha. Nó đâu có còn. Dạ, cổ nó đâu anh. Đánh như bát giác 75 mà đẹp. Đen đen đồng đồng đi. Chậu này mà chậu 80 90 chắc đẹp lắm á mấy anh. Sơn hoa văn lên chắc đẹp á. Cái đồng 304 này màu nó lợt hơn màu đồng 908 nha, nên dễ cũng dễ sơn lắm. Nó đánh đều ra là nó tương đối đều màu. Đồng 908 anh mà đánh nhiều khi lố tay cái nó hơi đậm hơn liền. Màu này nó cũng dễ chịu. 908 thì yêu cầu kỹ thuật tốt hơn xíu. Nó dễ bị đậm mấy anh. Nhưng mà đánh đồng 908 biết đánh thì nó đẹp lắm.
ở ngoài thì nhìn được rồi đó mà, còn mấy anh nào muốn mà nó lên nữa anh đánh lên, chứ ngoài nhìn nó cổ đẹp rồi, cứ đánh lên nữa nhìn nó ở ngoài nó xấu lắm, tại vì quay video của mấy anh là quay video mấy anh nó lệch màu xíu đó. Nó bị màu nó bị lợt hơn, nó bị lợt màu hơn ngoài thực tế, chứ ngoài thực tế là cũng tương đối đẹp lắm rồi, nó đều màu rồi, còn trong này nó hơi bị lợt màu, bị nhạt. Anh cứ thử đánh đồng 304 lên chậu này biết rồi. Nói chung clip này chủ yếu là em giới thiệu cho anh cái hoa văn của cái chậu này thôi. Hoa văn của cái chậu trồng 40 này, hoa văn mới. Hoa văn mới ra năm 2021 năm nay. Khuôn này thì khuôn của Trung Quốc. Khuôn này nhập Trung Quốc. Khuôn này Trung Quốc đạo hoa văn của Việt Nam, nghe mấy anh em nói vậy. Văn cúc của Việt Nam. Rồi được chưa? Đánh mấy cái chân dưới nữa rồi, trên miệng nữa là xong rồi, xây qua trên. Hoa văn quanh quay kỹ hoa văn cho mấy anh coi. Đó, đẹp rồi đó. Đó, quay kỹ hoa văn cho mấy anh coi thôi nha. Đây, hoa văn đó nè mấy anh. Rồi, mấy anh đánh vậy khỏi phụ keo nước cũng được nữa mấy anh. Đánh vậy là xong luôn rồi. Sơn đơn giản. Thích thì mấy anh phủ lên, nhưng mà giả cổ mấy anh hạn chế phụ keo. Tại vì cho nó cổ cho nó đẹp. Chứ anh phủ keo lên nhiều khi nhìn nó giả lắm, do nó bóng quá nhìn nó giả, để cổ cổ đen đen nhìn nó mới đẹp. Hoa văn cây tùng nha mấy anh, lộn, hoa văn cúc chứ, hoa cúc. Rồi, hôm nay em làm clip sơn mẫu cái chậu tròn 40 hoa văn mới cho anh coi ha. Thì anh nào cần mua khuôn này vui lòng liên hệ hay số điện thoại cho màn hình cho em nha. Đó, hoa văn của nó đây.